Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển Internet of Things đang tạo nên những biến chuyển mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, mở đường cho các lĩnh vực khác cần phải có bước chuyển tương ứng, trong đó có nông nghiệp. Nắm bắt được xu hướng dịch chuyển này, VNPT Technology đã nghiên cứu và phát triển thành công giải pháp nông nghiệp thông minh Smart Agriculture nhằm ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hỗ trợ và phát triển ngành nông nghiệp. Giải pháp Smart Agriculture được xây dựng thống nhất dựa trên nền tảng Smart Connected Platform SCP, hệ thống giải pháp công nghệ IoT toàn diện của VNPT Technology vừa chiến thắng cúp vàng giải thưởng Stevie Award châu Á-Thái Bình Dương năm 2018. Smart Agriculture của VNPT Technology là một giải pháp hoàn chỉnh trong hệ sinh thái các sản phẩm dựa trên nền tảng IoT SCP với đầy đủ các tính năng hỗ trợ nông dân và chủ trang trại quản lý chuỗi nông nghiệp xanh theo một quy trình khép kín nhằm đạt năng suất và chất lượng cao nhất. Giải pháp được thiết kế theo mô hình tổng thể 3 lớp đặc trưng. Lớp thiết bị gồm các hệ thống phần cứng, tủ điều khiển, trong đó có các thiết bị IoT Gateway, IoT Replay Box được tích hợp cùng với hạ tầng có sẵn tại trang trại như máy bơm, quạt, đèn, khối sensor box, các sensor cảm biến và hệ thống vàn điện từ. Lớp xử lý gồm tất cả thiết bị được tích hợp và nhận truyền dữ liệu lên Internet thông qua IoT Gateway và được xử lý tại Smart Connected Platform. Lớp ứng dụng bao gồm các ứng dụng giám sát, cảnh báo, điều khiển, quản lý tập trung và có khả năng mở rộng không giới hạn. Quá trình thu thập, xử lý dữ liệu và hoạt động của Smart Agriculture diễn ra trong 3 lớp như sau. Hệ thống thu thập, đo đạc và cập nhật liên tục theo thời gian thực các chỉ số quan trọng tại trang trại qua các cảm biến như cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất trồng, cảm biến đo nhiệt độ nước tưới, cảm biến đo EC, pH dung dịch nước tưới, cảm biến đo mực nước trong bồn hay cảm biến đo cường độ ánh sáng, v.v. Sensor Box sẽ đọc dữ liệu thu thập từ tất cả các loại cảm biến và truyền dữ liệu ghi nhận từ cảm biến về IoT Gateway và được xử lý tại trung tâm SCP. Hệ thống van điện từ trong lớp thiết bị được tích hợp với hệ thống máy bơm và bồn chứa dinh dưỡng, cùng hệ thống phần mềm điều khiển theo quy trình tự động nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng được pha theo đúng tỷ lệ đưa ra, giám sát các thông số EC, pH và nhiệt độ chính xác trước khi được bơm tưới cho cây trồng. Đối với các trang trại chăn nuôi, giải pháp hỗ trợ quản lý và vận hành tất cả các khâu như hệ thống cho ăn, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thu hoạch trứng, hệ thống thu gom phân, hệ thống sưởi ấm, theo dõi sức khỏe và tốc độ sinh trưởng của vật nuôi. VNPT Technology đã thiết kế hệ thống phần mềm có khả năng điều khiển tự động toàn trình, không chỉ tự động ở các thao tác đơn lẻ, người chủ trang trại hay nông dân chỉ cần thiết lập một lần duy nhất, chương trình sẽ chạy tự động cho cả mùa vụ. Tại lớp ứng dụng, người chủ trang trại sẽ trực tiếp theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình hoạt động của trang trại thông qua một ứng dụng di động cũng do VNPT Technology phát triển, được tích hợp trên cả máy tính, mobile và tablet. Với thiết kế giao diện trực quan đơn giản, ứng dụng này giúp người nông dân dễ dàng giám sát tổng thể trạng thái của trang trại ngay cả khi ở xa. Ngoài ra, ứng dụng cũng bao gồm các tính năng thống kê, phân tích, biểu đồ, báo cáo và thiết lập các quy trình nuôi trồng dành cho người quản lý. Hệ thống phần mềm có khả năng phân quyền truy cập cho các đối tượng người dùng khác nhau, mỗi người dùng từ chủ trang trại, người vận hành hay nhân công, tùy thuộc vào đặc thù công việc, được cấp quyền xem thông tin giám sát, cấu hình điều khiển, thống kê báo cáo khác nhau. Nhờ tích hợp công nghệ điện toán đám mây, điện toán biên và phân tích dữ liệu lớn Big Data, Smart Agriculture cho phép các chủ trang trại thực hiện phân tích và dự báo chủ động trong hoạch định, sản xuất, vận chuyển, lưu kho, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể. Ngoài ra, nhờ công nghệ Fognode, hệ thống được kiểm chứng hoạt động thông minh và ổn định ngay cả trong trường hợp kết nối Internet bị gián đoạn. Tất cả dữ liệu và trạng thái được cập nhật, đồng bộ lại ngay sau khi có kết nối Internet. Với các ưu điểm nổi trội như là một giải pháp hoàn chỉnh và toàn diện với đầy đủ các tính năng phục vụ được cho cả lĩnh vực trồng trọt lẫn chăn nuôi, dễ dàng triển khai và hỗ trợ tùy chỉnh phù hợp nhu cầu khách hàng, giao diện trực quan, dễ sử dụng, một ứng dụng tổng thể duy nhất hỗ trợ quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, khả năng tương thích cao với mức chi phí thấp. Giải pháp Smart Agriculture của VNPT Technology rất tiềm năng để triển khai rộng rãi cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, giải pháp nông nghiệp thông minh đã được ứng dụng thực tế ở nhiều địa phương như Bắc Ninh, Lai Châu, Phú Yên, v.v. Đồng thời, VNPT Technology đã xây dựng một khu lab nông nghiệp tại khuôn viên khu tổ hợp công nghệ công nghiệp VNPT Technology Hòa Lạc. Tại đây, VNPT Technology chủ động ứng dụng Smart Agriculture
vào nuôi trồng thực tế nhiều loại cây nông nghiệp khác nhau nhằm tìm hiểu nhu cầu thực tế trong quản lý, vận hành của chủ trang trại để tiếp tục cải tiến giải pháp này. Trong thời gian tới, VNPT Technology sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ như blockchain, AI nhằm hoàn thiện và cải tiến giải pháp Smart Agriculture của mình. VNPT Technology cũng cam kết đồng hành cùng các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp cùng làm giàu hệ tri thức nông nghiệp, tạo ra một nền tảng công nghệ vượt trội, hỗ trợ toàn bộ quá trình quản lý và vận hành thông minh trong sản xuất và sau sản xuất trong tất cả các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nhằm tạo tiền đề và phát triển chung cho nông nghiệp 4.0. VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.